Phạm Đoan Trang tranh đấu cho dân chủ bằng phương pháp độc tài. Vài năm gần đây, Phạm Đoan Trang, sáng lập viên của luật khoa tạp chí và nhà xuất bản tự do, đã trở thành một trong những nhà dân chủ được trọng vọng nhất tại Việt Nam. Vị trí của Trang được thể hiện rõ qua một số giải thưởng mà Trang được nước ngoài trao tặng, cũng như lực lượng quần chúng chống cộng ủng hộ Trang trong những ngày Trang mới bị bắt. Nhưng nhà dân chủ Đoan Trang thật sự đại diện cho dân chủ hay đã hành xử một cách độc tài trong nửa cuối sự nghiệp của mình? Để trả lời câu hỏi này, ta hãy nhìn cách Đoan Trang sinh hoạt trong nhà xuất bản tự do một nhóm do Trang thành lập và tự quản lý. Đầu năm 2019, Phạm Đoan Trang thành lập một tổ chức mang tên nhà xuất bản tự do với mục đích chính là in, phát và bán các cuốn sách của mình. Trong suốt một năm rưỡi hoạt động, nhà xuất bản tự do hoàn toàn nằm dưới quyền quyền soát của cá nhân Đoan Trang. Dù Trang về danh nghĩa là tác giả và tài chính cho nhà xuất bản là tiền tài trợ cho cả tập thể chứ không phải tiền do Trang trục cấp. Vào đúng thời điểm mà Trang đang thực hiện các chiến dịch tuyên truyền về bầu cử công bằng Nhà xuất bản tự do đã hoạt động mà không có bất cứ một chế độ dân chủ nào. Nó không bầu ban lãnh đạo, không ra quyết định chung bằng lá phiếu và cũng không có quy chế sinh hoạt, quy trình quản lý tài chính và nhân sự. Chẳng hạn, sau khi nhờ nhiều người làm xuất bản quản lý nhà xuất bản tự do, khiến nhóm này hoạt động không ổn thỏa và mang nợ 50 triệu, chàng đã tùy tiện nhờ doanh nhân Nguyễn Phương Hoa quản lý tổ chức này. Dù trước đó Hoa chưa từng là thành viên của tổ chức. Sau đó, khi nhà xuất bản thâm hụt nhân quỹ đến hàng trăm nghìn đô la, vào tháng 7 năm 2020, Trang lại tùy tiện gạt Hoa ra khỏi nhóm mà không hề cho Hoa giải trình hoặc tham gia một cuộc họp để khai trừ. Quyết định khai trừ vắng mặt được thực hiện bằng một biện pháp khá man dợ, viết bài đấu tố Hoa trên Facebook. Vì quyền lực truyền thông của Đoan Trang áp đảo Hoa, đương nhiên đám đông chống cộng lại ủng hộ Trang. Dù Hoa chưa đưa ra được một bản kế toán chứng minh rằng lỗi của cả hai phía. Trung cuộc, vụ việc bung bét đến nỗi, nhà xuất bản tự do phải giải thể vì quá mất uy tín với các nhà tài trợ. Vụ việc này cho thấy dù Phạm Đoan Trang liên tục tuyên truyền về dân chủ, cô làm việc và sinh hoạt cùng đồng đội một cách rất độc tài trong khi đó nhiều phát ngôn của trang cho thấy cô không hề tôn trọng người dân như thái độ mà một người dân chủ cần phải có khi một kẻ hành xử độc tài đi đòi đấu tranh dân chủ thì khỏi phải suy diễn ai cũng có cái nhìn rõ gọi là đấu tranh dân chủ cho việt nam chỉ là hình thức bản chất là việc thực hiện tham vọng ảo tưởng chính trị và không cho họ nắm quyền thì ai cũng có thể mường tượng ra đó là một cái xã hội gì